Sự nghiệp đại tướng Phan Văn Giang, những bước chuyển cuối cùng đầy bất ngờ và tiếc nuối, quý vị thân mến. Sự nghiệp của đại tướng Phan Văn Giang đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nơi những bước chuyển mình cuối cùng có thể quyết định không chỉ tương lai của ông mà còn của cả đất nước. Liệu đây có phải là thời điểm để ông đối mặt với những thách thức cuối cùng trong một hành trình đầy biến động? Hay đây chính là cơ hội để ông khẳng định một lần nữa sự lãnh đạo kiên cường và tầm nhìn chiến lược của mình? Trên nền tảng một sự nghiệp quân sự vang dội, đại tướng Phan Văn Giang đã chứng tỏ được khả năng dẫn dắt và điều hành trong nhiều tình huống cam go. Đại tướng Phan Văn Giang đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội nhân, tư lệnh quân khu 1, tư lệnh quân đoàn 1, bí thư đảng ủy bộ tổng tham mưu, tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, thứ trưởng bộ quốc phòng và được bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng từ tháng 4 năm 2021 cho đến nay. Hiện ông cũng là ủy viên bộ chính trị, phó bí thư quân ủy trung ương, đại biểu quốc hội với tài năng quân sự phi thường, phong thái hiên ngang mà điềm đạm, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng cứng rắn đanh thép. Không ai khác chính là Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang với những quy định chiến lược và bước đi quyết đoán của ông đã không chỉ đảm bảo an ninh quốc gia mà còn góp phần vào việc xây dựng hình ảnh của một quốc gia vững mạnh và độc lập trên trường quốc tế. Vậy, khi đất nước đối mặt với những thách thức mới, liệu ông có thể tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển hay sẽ phải đương đầu với những khó khăn chưa từng thấy trước đây? Tình hình chính trị và quân sự đang trở nên ngày càng phức tạp với những sự thay đổi nhanh chóng cả trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh đó, Đại tướng Phan Văn Giang đang phải đối mặt với những quyết định quan trọng không chỉ về mặt chiến lược quân sự mà còn về các chính sách an ninh và ngoại giao. Những bước chuyển mình của ông trong giai đoạn này liệu có mang lại sự chuyển mình toàn diện cho quân đội và quốc gia, hay sẽ đặt ra những thử thách mới mà ông phải vượt qua? Những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ là những dấu ấn cá nhân mà còn phản ánh các xu thế và thách thức lớn trong bối cảnh chính trị hiện tại. Ông sẽ phải làm gì để tiếp tục duy trì sự lãnh đạo hiệu quả và đạt được những mục tiêu chiến lược? Và điều gì đang chờ đợi ông trong những bước chuyển mình cuối cùng này? Đây chính là những câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần đặt ra khi đánh giá tương lai của một nhà lãnh đạo quân sự kiên cường và tầm cỡ. Đại tướng Phan Văn Giang xuất thân từ một gia đình công nhân. Sự nghiệp của ông bắt đầu từ những năm tháng tuổi trẻ, với vai trò học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học. Năm 1978, ông nhập ngũ và đồng thời gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình phục vụ Tổ quốc. Những năm đầu quân ngũ đã chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của ông trong việc hoàn thiện kỹ năng và kiến thức quân sự. Được đào tạo truyền sâu, Đại tướng Phan Văn Giang đã đạt được trình độ tiến sĩ, khoa học quân sự, đồng thời nâng cao trình độ lý luận chính trị lên cấp cao cấp và đạt chuẩn ngoại ngữ, tiếng Anh với bảng C. Những thành quả này không chỉ chứng minh sự kiên trì học tập mà còn thể hiện tầm nhìn và khả năng lãnh đạo vượt trội của ông. Trong suốt sự nghiệp, Đại tướng Giang đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý phản ánh sự cống hiến và thành công của ông. Ông được tặng Huân chương Quân công hạng nhất và Huân chương Chiến công hạng nhất, những vinh dự ghi nhận những chiến công xuất sắc trong các nhiệm vụ quân sự. Trên con đường chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang đã khẳng định vai trò lãnh đạo quan trọng của mình với tư cách là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13 và hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 15, đóng góp vào các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước. Trong vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông dẫn dắt công tác quân sự với sự nhạy bén và quyết đoán, đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng một quân đội hiện đại và mạnh mẽ, đáp ứng những thách thức và yêu cầu mới của thời đại. Sự nghiệp của Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ là một chuỗi các thành tích cá nhân mà còn là biểu tượng của sự tận tâm và dũng cảm trong việc bảo vệ đồng quốc. Những thành công và đóng góp của ông đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quân đội và chính trị của Việt Nam, đồng thời chứng minh khả năng lãnh đạo xuất sắc
và tầm nhìn chiến lược của một vị tướng tài ba. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 14, ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là một mốc quan trọng trong sự nghiệp quân sự của ông B, thể hiện sự công nhận và tin tưởng của Đảng và Nhà nước vào khả năng lãnh đạo và cống hiến của ông trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ là một chiến lược gia quân sự lỗi lạc, mà còn là một nhà lãnh đạo xuất sắc trong những thời kỳ đầy thách thức. Sự nghiệp của ông phản ánh một hành trình dài đầy thử thách, nơi ông đã chứng tỏ khả năng dẫn dắt và quản lý trong các tình huống cam go. Từ những ngày đầu gia nhập quân đội cho đến khi đảm nhận các chức vụ cao nhất, Đại tướng Giang luôn nổi bật với sự tinh thông về chiến lược quân sự và khả năng ứng phó linh hoạt với những biến động phức tạp. Trong suốt quá trình phục vụ của mình, Đại tướng Giang đã đối mặt với nhiều tình huống căng thẳng và những quyết định khó khăn. Từ chiến trường trực tiếp đến các vấn đề chiến lược quan trọng, ông đã thể hiện rõ ràng khả năng dự đoán và đánh giá tình hình cùng với sự kiên nhẫn và quyết đoán trong việc đưa ra các quyết định quan trọng. Những kỹ năng này không chỉ giúp ông đạt được thành công trong việc lãnh đạo quân đội, mà còn củng cố vị trí của ông như một nhân vật quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và an ninh quốc gia. Trong bối cảnh quốc gia đang đối mặt với những biến động phức tạp, sự chuyển mình của Đại tướng Giang sẽ được đánh giá qua khả năng của ông trong việc duy trì và phát huy những thành tựu đã đạt được. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo quân sự, mà còn là một chiến lược tinh tế, biết cách vận dụng kinh nghiệm và kiến thức của mình để ứng phó với những thách thức mới. Những quyết định chiến lược của ông trong giai đoạn này sẽ có ảnh hưởng quyết định đến việc đảm bảo an ninh và ổn định quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ được biết đến với vai trò lãnh đạo quân sự, mà còn với tầm nhìn sâu rộng trong việc đối phó với những tình huống khẩn cấp và thay đổi. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng phân tích tình hình nhanh chóng và sự linh hoạt trong tư duy là những yếu tố quan trọng giúp ông dẫn dắt quân đội và quốc gia vượt qua những thử thách. Với một lịch sử phong phú và những thành tựu đáng kể, Đại tướng Giang đang đứng trước một thách thức lớn. Làm thế nào để tiếp tục duy trì và phát triển các thành tựu trong một thời kỳ đầy biến động? Sự lãnh đạo của ông không chỉ phụ thuộc vào việc duy trì sự ổn định hiện tại, mà còn phải chuẩn bị cho những thay đổi và thách thức trong tương lai. Những quyết định của ông trong thời gian tới sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định quân đội, mà còn có tác động sâu rộng đến toàn bộ nền an ninh quốc gia, đảm bảo rằng mọi yếu tố đều được cân nhắc một cách cẩn thận và hiệu quả. Khả năng dẫn dắt và chiến lược của Đại tướng Phan Văn Giang sẽ tiếp tục là một yếu tố quyết định trong việc duy trì sự ổn định và an ninh quốc gia. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng và đối mặt với nhiều thử thách, sự lãnh đạo của ông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng quốc gia có thể đối mặt và vượt qua những thử thách đó một cách hiệu quả và bền vững. Khi tình hình quân sự Việt Nam đối mặt với thách thức quốc tế, trong bối cảnh thế giới hiện nay, sự toàn công hóa và đa cực đang trở thành những đặc điểm nổi bật, Đại tướng Phan Văn Giang đang phải đối mặt với những thách thức quốc tế chưa từng có. Sự phức tạp của môi trường toàn cầu với những mối quan hệ ngoại giao chồng chéo và những căng thẳng địa chính trị gia tăng đặt ra những yêu cầu cao đối với khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của ông. Đối với một nhà lãnh đạo quân sự, việc điều hướng giữa các mối quan hệ quốc tế và bảo vệ lợi ích quốc gia trong một thế giới đầy cạnh tranh là một thử thách lớn lao và đầy cam go. Trong thời đại mà các quốc gia không chỉ phải đối mặt với các thách thức từ bên ngoài, mà còn phải thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong quan hệ quốc tế, Đại tướng Phan Văn Giang cần phải thể hiện sự khéo léo và khả năng lãnh đạo xuất sắc. Ông phải cân nhắc và xử lý một loạt các yếu tố, từ việc duy trì quan hệ ngoại giao ổn định với các đối tác chiến lược, cho đến việc điều chỉnh các chính sách quốc phòng phù hợp với những biến động toàn cầu. Đặc biệt, ông sẽ phải đảm bảo rằng các chính sách quốc phòng không chỉ phản ánh lợi ích quốc gia mà còn phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa, đồng thời giữ vững được sự độc lập và tự chủ trong chính sách an ninh quốc gia. Một trong những thách thức nhất mà Đại tướng Giang phải đối mặt là khả năng ứng phó
với sự cạnh tranh và căng thẳng gia tăng giữa các cường quốc trên thế giới. Trong một kỷ nguyên mà các quốc gia lớn và các tổ chức quốc tế đang ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ, việc bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đòi hỏi một chiến lược tinh tế và linh hoạt. Đại tướng Giang sẽ cần phải điều chỉnh các chiến lược quân sự và chính sách quốc phòng để thích ứng với những thay đổi trong cấu trúc quyền lực toàn cầu, đồng thời giữ vững sự ổn định và an ninh trong nước. Sự lãnh đạo của ông sẽ không chỉ liên quan đến việc giải quyết các mối đe dọa trực tiếp, mà còn bao gồm việc dự đoán và phản ứng kịp thời với các xu hướng mới trong chính trị quốc tế. Ông cần phải phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế, đồng thời xây dựng và duy trì các liên minh chiến lược có lợi cho Việt Nam. Việc này không chỉ đòi hỏi sự nhạy bén trong ngoại giao, mà còn yêu cầu khả năng phân tích sâu sắc các yếu tố toàn cầu để có thể đưa ra những quyết định chính xác và hiệu quả. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng và trở nên ngày càng phức tạp, Đại tướng Phan Văn Giang đứng trước những thách thức quốc tế lớn lao. Khả năng của ông trong việc xử lý các mối quan hệ ngoại giao và xây dựng các chiến lược quốc phòng phù hợp sẽ đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ lợi quốc gia và duy trì sự ổn định trong một môi trường toàn cầu đầy cạnh tranh và căng thẳng. Sự lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của ông sẽ là chìa khóa để Việt Nam không chỉ vượt qua những thách thức hiện tại mà còn tận dụng được những cơ hội trong một thế giới đầy biến động. Trong giai đoạn quan trọng hiện tại, sự nghiệp của Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ đánh dấu những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử quân sự, mà còn là thời điểm quan trọng để ông thể hiện vai trò quyết định trong các chính sách an ninh và chính trị của đất nước. Sự truyền minh cuối cùng trong sự nghiệp của ông phản ánh một giai đoạn đầy thử thách, nơi mà các quyết định chính trị sẽ trở thành yếu tố then chốt để xác định không chỉ vị thế cá nhân mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của quốc gia. Đại tướng Phan Văn Giang đang đứng trước một thử thách vĩ đại, không chỉ là việc duy trì và mở rộng ảnh hưởng trong quân đội, mà còn là khả năng đưa ra các quyết định chính trị chiến lược nhằm củng cố sự ổn định và phát triển quốc gia. Trong bối cảnh thế giới ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng, việc điều chỉnh và triển khai các chính sách an ninh quốc gia và chính trị sẽ đòi hỏi sự tinh tế, nhạy bén và tầm nhìn xa, trông rộng. Một phần quan trọng trong nhiệm vụ của ông là phải điều phối hiệu quả các chính sách an ninh mình trong bối cảnh nội bộ và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. Các quy định này không chỉ cần phải đảm bảo sự an toàn và ổn định cho đất nước, mà còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Điều này bao gồm việc thiết lập và điều chỉnh các chiến lược quốc phòng, cải cách hệ thống chính trị, cũng như đối phó với các thách thức và cơ hội từ môi trường quốc tế. Sự thành công của Đại tướng trong việc đưa ra các quyết định chính trị quan trọng sẽ đóng vai cho quyết định trong việc củng cố và mở rộng ảnh hưởng của ông trên chính trường. Ông cần phải thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ, kết hợp với sự quyết đoán và sự khôn ngoan trong việc xử lý các vấn đề phức tạp. Điều này không chỉ giúp ông củng cố vai trò lãnh đạo cá nhân, mà còn góp phần vào việc định hình một môi trường chính trị ổn định và bền vững cho quốc gia. Bên cạnh đó, những quyết định chính trị của ông cũng sẽ có tác động sâu rộng đến sự phát triển dài hạn của đất nước. Việc đưa ra các chính sách phù hợp sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực quan trọng như phát triển kinh tế, cải cách hành chính, tăng cường mối quan hệ quốc tế. Các quyết định này cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phù hợp với các chiến lược phát triển quốc gia. Trong giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc đưa ra các quyết định chính trị quan trọng. Những quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của đất nước, mà còn góp phần vào việc củng cố và mở rộng ảnh hưởng của ông trên chính trường. Sự thành công của ông trong việc triển khai các chính sách này sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình tương lai của quốc gia trong một bối cảnh toàn cầu đầy biến động và cạnh tranh. Trong giai đoạn hiện tại của sự nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ phải ứng phó với những thách thức từ môi trường quốc tế, mà còn
phải đối mặt với một loạt vấn đề nội bộ đầy áp lực trong quân đội và chính trị. Sự thành công của ông không chỉ phụ thuộc vào khả năng giải quyết các vấn đề bên ngoài, mà còn vào cách ông quản lý và điều hành các cải cách và chính sách nội bộ. Đây là một nhiệm vụ không hết đơn giản, đòi hỏi sự tinh tế, kiên nhẫn và tầm nhìn chiến lược. Đại tướng Phan Văn Giang đứng trước áp lực to lớn khi phải điều chỉnh các chiến lược và chính sách nội bộ để phù hợp với bối cảnh hiện tại. Sự ổn định và hiệu quả của các cải cách trong quân đội và các quyết định chính trị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và khả năng lãnh đạo của ông. Trong chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang cũng phải đối mặt với áp lực từ các nhóm lợi ích và các đối thủ chính trị. Việc cân bằng các quyền lợi khác nhau đồng thời duy trì sự ổn định và hiệu quả trong quản lý chính trị là một thách thức lớn. Sự thành công trong việc điều hành các cải cách chính trị sẽ phụ thuộc vào khả năng lắng nghe, thấu hiểu và xử lý các vấn đề một cách công bằng và minh bạch. Khả năng đối phó với áp lực nội bộ là yếu tố quyết định sự thành công cuối cùng của Đại tướng Phan Văn Giang. Sự ổn định và hiệu quả của các cải cách và chính sách nội bộ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển và uy tín cá nhân của ông, mà còn có tác động lớn đến sự ổn định và phát triển của quân đội và quốc gia. Đại tướng sẽ cần phải thể hiện sự lãnh đạo quyết đoán, nhạy bén và khả năng điều hành xuất sắc để vượt qua những thử thách này và đảm bảo sự thành công trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Trong quân đội, việc duy trì kỷ luật, nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu thay đổi là những thách thức lớn mà ông cần phải xử lý. Sự quản lý khéo léo của đại tướng trong việc đối phó với áp lực nội bộ sẽ quyết định khả năng triển khai các chính sách và cải cách một cách hiệu quả. Việc xử lý các mâu thuẫn và xung đột, các vấn đề nội bộ sẽ cần đến một khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và sự nhạy bén trong việc điều chỉnh chiến lược. Đại tướng phải đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt, mà còn tạo ra sự ổn định lâu dài trong quân đội và chính trị. Hơn nữa, các cải cách và chính sách nội bộ cần phải được triển khai một cách đồng bộ và có sự tham gia của các cấp lãnh đạo và quân nhân. Đại tướng cần phải xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần hợp tác trong quân đội. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu các xung đột nội bộ, mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của tổ chức. Thứ sáu là di sản và tầm ảnh hưởng lâu dài. Khi bước vào giai đoạn cuối cùng của sự nghiệp, Đại tướng Phan Văn Giang không chỉ đối mặt với những thách thức hiện tại, mà còn phải định hình di sản và tầm ảnh hưởng lâu dài của mình đối với quân đội và quốc gia. Sự nghiệp của ông sẽ được đánh giá không chỉ dựa trên các thành tựu và quyết định trong hiện tại, mà còn qua cách ông xây dựng và để lại di sản cho thế hệ lãnh đạo tương lai. Di sản của Đại tướng Phan Văn Giang sẽ được hình thành từ những nỗ lực không ngừng đến nâng cao hiệu quả và sức mạnh của quân đội, cũng như từ những cải cách và chính sách mà ông thực hiện. Những bước chuyển mình trong sự nghiệp của ông sẽ quyết định cách mà ông được ghi nhận trong lịch sử quân sự và chính trị. Việc duy trì và mở rộng ảnh hưởng của mình, đồng thời đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho quân đội và quốc gia là những yếu tố quan trọng tạo nên di sản của ông. Một phần quan trọng trong di sản của đại tướng sẽ là sự thay đổi trong cách mà quân đội hoạt động và tổ chức. Sự cải cách và đổi mới tinh gọn trong cấu trúc quân đội cùng với việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động sẽ là những dấu ấn rõ nét trong sự nghiệp của ông. Đại tướng sẽ phải đảm bảo rằng những cải cách này không chỉ mang lại lợi ích trong ngắn hạn mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của quân đội. Tầm ảnh hưởng lâu dài của Đại tướng Phan Văn Giang sẽ không chỉ được đánh giá qua những thành công hiện tại mà còn qua cách ông tác động đến thế hệ lãnh đạo trong tương lai. Di sản của ông sẽ là bài học quý giá về khả năng lãnh đạo, quản lý và điều hành trong các tình huống khắc nghiệt. Việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các lãnh đạo trẻ, khuyến khích tinh thần đổi mới và sáng tạo, sẽ là một phần không thể thiếu trong di sản của ông. Sự ảnh hưởng của đại tướng còn được thể hiện qua các chính sách và chiến lược mà ông để lại, ảnh hưởng đến cách mà quân đội và quốc gia đối phó với các thách thức trong tương lai. Di sản của ông sẽ được xây dựng trên cơ sở các giá trị cốt lõi mà ông đã khẳng định, như sự trung thực, trách nhiệm
và tinh thần phục vụ tận tụy. Những thành tựu và đóng góp của ông sẽ là nguồn cảm hứng cho các thế hệ lãnh đạo tiếp theo, giúp họ định hình chiến lược và chính sách trong một thế giới đang thay đổi không ngừng. Đại tướng Phan Văn Giang cùng với tầm ảnh hưởng lâu dài của mình và những di sản quân sự của Đại tướng Phan Văn Giang sẽ được đánh giá qua sự kết hợp giữa các thành tựu hiện đại và cách mà ông xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quân sự và chính trị, đồng thời tác động đến cách mà thế lãnh đạo tương lai tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước.